Kính bạch quý thầy, con làm dâu đến nay đã hơn 10 năm. Mẹ chồng con là người ghê gớm. Bà bắt nạt con ra mặt, lúc nào cũng xét nét, nhiếc móc không tiếc lời. Lúc nào bà cũng nói con về nhà bà là quá sướng, như chuột xa chĩnh gạo. Còn con gái bà đi làm dâu thật là khổ cực, và hình như bà hành hạ con để trả thù cho việc con gái bà không được nhà chồng yêu chiều. Nhiều lần con định ly hôn với chồng vì anh ấy chỉ bênh mẹ và còn vào hùa với bà nữa. Nhưng có điều con lại không muốn các con của con bị tan đàn xẻ nghé. Con buồn bã vô cùng, không biết phải làm sao để có thể sống vui vẻ với mẹ chồng và gia đình chồng. Xin quý thầy cho con một lời khuyên. Con xin chân thành cảm ơn quý thầy. Với câu hỏi này, chúng con xin thành kính cung thỉnh trên Đại Đức Giảng Sư sẽ hoan hỷ đưa ra những giải đáp cũng như lời khuyên cho Phật tử trong trường hợp này. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại Đức. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch trên Đức Thầy, kính thưa đại chúng. Thì với câu hỏi thứ nhất á, thì các vị đã nghe thầy MC đọc qua, đó là cái mối bất hòa ở trong gia đình. Mà mối bất hòa này á, thì chúng con nói đó là cái chuyện muôn thuở. Chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở của người Á Đông. Bởi vì còn trong cái mối quan hệ của gia đình thì không thể nào tránh được những cái mối bất hòa, mà đặc biệt là mối bất hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu. Xin thưa câu hỏi này á, thì thú thật với các vị á, là nó quá khó. Bởi vì á, điểm thứ nhất là nhà sư á, chưa đi làm dâu. Mà điểm thứ hai á, là tuyệt nhiên sẽ không được làm dâu. Do đấy á, cái kinh nghiệm về làm dâu là không có. Cho nên cái kinh nghiệm làm dâu một người không có, nhưng mà kinh nghiệm làm dâu trăm họ á, thì lại có. Thì như vậy á, không biết là làm dâu trăm họ với làm dâu một người nó khó nhau như thế nào, nó giống nhau hay nó khác nhau. Thì đương nhiên chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị về cái quan điểm và sự nhìn nhận của chúng tôi về cái câu hỏi này. Thứ nhất á, cô này cô nói là cô làm dâu được 10 năm. Thì như vậy cô này hiện tại có lẽ là 30 tuổi ngoài. Và người mẹ chồng á thì có thể là 50 tuổi đổ lên. Nhưng mà với những mẹ chồng mà khoảng độ chừng 50 tuổi đổ lên á, 50 đến 60 á, có lẽ cuộc sống nó thoáng một tí. Mà từ 60 đến 70 đổ lên á, thì nó là một kiểu. Do đấy á, trong câu hỏi thì cô này không nói rõ là cô bao nhiêu tuổi và mẹ chồng bao nhiêu tuổi. Bởi vì nếu như mẹ chồng mà trẻ thì mẹ chồng sẽ hiểu được cái tâm lý làm dâu. Còn những mẹ chồng mà già thì đương nhiên cũng có một số người mang cái quan điểm của cổ xưa. Do đấy á, thì nó hơi khó khăn một tí. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa, nói thẳng một điều á, là cô này cô nói là chồng con á, là binh mẹ con, hùa với mẹ con. Nhà sư nghĩ rằng á, hùa với mẹ là tốt, và binh mẹ là tốt. Bởi vì con binh mẹ là tốt, không có binh cô gái hàng xóm là đỡ rồi. Như vậy á, thì cô nói là chồng con là binh mẹ con, đương nhiên nó nào ngay cái mối tương giao giữa mẹ và con á, là nó có. Nên con trai bên mẹ cũng hiếm lắm, nhưng mà người mẹ nào cũng bên con trai. Con trai mình nó sai rõ ràng á, nhưng mà hầu như khi nói đến con trai mình á, thì người mẹ nào cũng nói là con mình đúng. Và hầu như nếu như con dâu và con trai sai thì mẹ không bao giờ la con trai, nhưng mà con dâu sai thì bà chửi ngay. Đương nhiên đó là cái mối tình cảm và mối tương giao giữa mẹ và con.
Cái đó nhà Phật chúng ta gọi là ái. Nó có cái đó. Bởi vì nó có cái đó cho nên nó mới tạo ra nhiều cái nỗi xích mích. Thì cô con dâu này á, thì thật là đáng thương. Nếu như đúng như là cô ta nói á, thì đáng thương quá. Thì cái đầu tiên mà chúng ta khó phân định được trong cái cuộc sống này á, có những người mẹ chồng rất tốt, chứ không phải nói là người mẹ chồng nào cũng ác. Phải nói một điều như vậy. Cho nên cái thế giới này á, ta gọi là thế giới ta bà. Mà ta bà có nghĩa là kham nhẫn. Kham nhẫn hệ là cái thế giới kham nhẫn. Sống trong cái thế giới này, tất cả mọi người cần phải kham nhẫn. Nếu như trong thế giới này mà chúng ta không kham nhẫn được, thì chúng ta sống trong thế giới này đau khổ cùng cực. Đương nhiên, khi đã nói thế giới mọi người cần phải kham nhẫn, có nghĩa rằng là thế giới này là thế giới bất hảo. Nó không tốt như ý của chúng ta. Đương nhiên trong đó nó vẫn có cái tốt, vẫn có cái xấu. Nhưng phần lớn á, thì cái khổ đau của con người vẫn là nhiều hơn là cái niềm vui. Thì và một trong những cái khổ đau đó là khổ đau làm dâu, thì là khổ đau cùng cực. Nếu như người nào đó mà đi làm dâu không được sống với mẹ chồng thì đó là một điều thiệt thòi. Tại sao chúng tôi nói là thiệt thòi? Bởi vì nếu như một người con dâu mà không được sống với mẹ chồng á, thì sẽ không hiểu được cái cách thức để làm dâu. Do đấy đối với người con dâu trong cái trường hợp này á, thì xin chia sẻ với cô mấy vấn đề như sau. Vấn đề thứ nhất á, theo cái định luật nhân quả của đạo Phật, mọi động tác, mọi hành vi, mọi ý nghĩ, mọi lời nói của chúng ta ở hiện tại, nó sẽ mang một cái kết quả ở hiện tại và tương lai. Và những thứ mà chúng ta đang nhận trong hiện tại là những thứ mà nghiệp xưa của mình đã gieo tạo. Chúng ta phải nhìn nhận cái giáo lý này một cách rõ ràng. Đó là giáo lý giữa nhân và quả. Cho nên ta là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc của ta. Thì như vậy á, ngày hôm nay chúng ta gặp cái trường hợp mà mẹ chồng không tốt, thì ao đó cũng là cái nghiệp. Điều này á, chúng ta phải khẳng định một điều rằng á, là chắc chắn có. Chúng con sẽ dẫn chứng cho các vị. Trong Tục Tạng Kinh có ghi một câu chuyện như sau. Có một gia đình họ Mã, bà mẹ chồng á tên là Mã Ổn, có hai cậu con trai. Cậu con trai đầu á tên là Mã Văn, cậu con trai thứ hai á tên là Mã Võ. Năm Mã Văn 17 tuổi thì bà Mã Ổn á bắt buộc con trai phải đi lấy vợ cho bà có con dâu. Và sau đấy á, cậu con trai nói là dạ thưa mẹ, công danh sự nghiệp của con chưa hoàn thành, rồi bởi vì con còn mẹ nữa, còn em trai nữa, biết lấy dâu về mà thí dụ như vợ con mà nó ra gì nó tốt á thì không nói làm gì, mà vợ con nó không tốt á thì nhà mình lại đau khổ. Do đấy á, thôi mẹ thương con, mẹ cho con từ từ lấy vợ. Bà Mã Ổn bà bực bội, bà khóc lóc, bà bỏ ăn. Bà kêu trời đất ơi, làng xóm ơi, con trai của tôi nó bắt tôi phải làm thế này, bắt tôi phải làm cái kia, nó không chịu lấy vợ, để vợ về nó phụ giúp với tôi, nó bắt tôi bà già như thế này, nó muốn tôi làm nhiều để tôi chết. Thì khi mà cậu Mã Văn á nghe mẹ khóc lóc kêu réo như thế á, thì cậu quá đau lòng. Do đó thuận mẹ cho nên cậu phải lấy vợ. Lấy vợ lấy cái nàng san hô. Cô đó tên là san hô, họ Đào, tức là Đào Xoan san hô. Thì lấy được một thời gian vài năm á, thì trong ấm ngoài êm. Và nàng san hô là một người khéo léo, giỏi giang, đảm đang và đức hạnh. Nhưng không hiểu sao được vài năm sau, cái bà Mã Ổn bà đậu chứng. Thay vì thương con dâu thì ngày xưa thương con dâu như thế nào, bây giờ bà ta ghét con dâu như thế đó. Bà ghét đến mức độ mà giống như là còn hơn kẻ thù, thưa các vị. Ăn
ăn á, thì không được ăn chung. Những khi nào á, có bà trong nhà thì nàng san hô không được nói. Và hầu như từng cử chỉ, từng động tác, từng lời nói của nàng san hô, bà ta đều coi nó giống như là cái gai trước mắt mà cần phải nhổ. Và đến một cái đỉnh điểm rồi á, thì bà bắt buộc Mã Văn á, là phải đuổi vợ đi, không cho vợ nữa. Thì lúc bấy giờ á, thì tình cảm mẹ con á, nó rạn nứt. Và chàng Mã Văn lúc bấy giờ thì thay vì á, nghe lời mẹ đuổi vợ đi, thì như vậy nó mất đi cái tình. Nhưng mà nếu như để vợ lại á, thì lại mất đi cái hiếu. Cho nên trong hoàn cảnh này, chàng Mã Văn ăn không ngon và ngủ không yên, khó quá. Nhưng mà bởi vì bà Mã ổn á, bà nói là nếu như mà con không đuổi vợ đi á, là mẹ chết cho con coi. Lúc bấy giờ thì buộc lòng chàng Mã Văn phải đuổi vợ đi. Thì lúc bây giờ nàng san hô mới nghĩ rằng á, sao cuộc đời của mình nó bất hạnh như thế. Và nàng tìm đến cái con đường đó gọi là con đường chết. Và khi nàng tìm đến con đường chết á, thì nàng mộng thấy Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát nói thế này: con à, con đừng có chết, bởi vì đây là cái nghiệp tiền kiếp của con. Đời trước kia có một kiếp nọ, con tên là Phạm Ngọc Hà. Ở một kiếp đó là con có một đứa nô tỳ. Mà đứa tớ gái đó một lần nọ, nó chẳng biết vì sao nó bị cái bệnh, nó nằm liệt giường liệt chiếu như vậy cả nửa năm trời. Thân thể thì lở loét hôi thối. Lúc bấy giờ cô Phạm Ngọc Hà bởi vì quá nhờm gớm cho nên là đuổi cô nô tỳ này ra khỏi nhà. Và cô nô tỳ này cũng khóc lóc, cô van xin cô chủ cho cô ở lại. Nhưng mà cô Ngọc Hà bởi vì cái lở loét trên thân thể của cô nô tỳ nên buộc lòng phải đuổi. Và khi đuổi ra như vậy á, thì một thời gian sau cô nô tỳ cô hết bệnh, cô xin về ở lại. Thì cho nên á, là cái cô Ngọc Hà là cho ở lại. Thì nói tới đó là Bồ Tát nói thế này: cái cô nô tỳ đó không phải ai xa lạ, chính là bà mẹ chồng của con. Mà cái cô Phạm Ngọc Hà đó cũng chẳng ai xa lạ, chính là con. Do đời trước con đuổi cô nô tỳ ra khỏi nhà, cho nên đời này á, người mẹ chồng đuổi ngược lại con. Con nên quán xét cái nhân duyên này, và con nên chấp nhận cái nhân duyên này, rồi con cố gắng sống đến một lúc nào đó, một ngày nào đó mẹ chồng con sẽ thương lại con. Câu chuyện thì nó còn dài nữa, nhưng mà đến ngày đó thì con muốn chứng minh một điều rằng những thứ mà chúng ta nhận hôm nay là hoàn toàn do cái nghiệp xưa của mình đã gieo tạo. Thì đối với người con dâu và mẹ chồng này á, thì trong đó ít nhiều nó có một cái mối nhân và quả. Cái cô mà hỏi câu này, thấy được cái mối nhân quả này, thì cô nên chấp nhận và nên chịu đựng. Chịu đựng để trả. Bởi vì mình trốn chạy đi rồi thì bằng mọi giá mình cũng phải trả. Trả trước, trả sau, thế nào cũng phải trả, nếu như mình đã gieo nghiệp. Nhưng mà những người trẻ sẽ nói là đời này người trẻ chịu thì được mà đựng thì không. Dạ, chịu thì giỏi nhưng mà đựng thì không. Chấp nhận thì được, nhưng mà để mà chấp nhận lâu dài thì hơi khó, hơi khó. Thì đương nhiên đây chỉ là một cái dẫn chứng về nhân và quả. Thì xin thưa như vậy là để cô xem xét. Điểm thứ hai mà muốn thưa với cô á, là nếu như cô muốn giải quyết cái vấn đề này á, thì chỉ bằng một cái theo cái quan điểm của nhà Phật, đó là dùng tình thương. Dùng tình thương, dùng tình thương để hóa giải hận thù. Có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng nếu như cô muốn chuyển hóa được tâm thức của mẹ cô, cô muốn chuyển hóa được cái sự thù ghét của người mẹ chồng đối với cô á, thì cô nên dùng cái tình thương để mà bù đắp lại và để được lấy được lòng của bà. Nghĩa rằng gì?
nghĩa rằng cô phải xem mẹ chồng của cô là mẹ ruột của mình. Phải xem được như vậy. Nhưng mà muốn được như vậy thì cũng khó lắm các vị ạ. Dạ khó lắm. Nhưng mà bởi vì chồng, bởi vì con á, thì buộc lòng á, cô cũng phải làm như thế thôi. Vì thương chồng mới nghĩ đến mụ gia, chứ còn ta với mụ của bà con chí. Bởi vì thương chồng cho nên mới nghĩ đến, đó là mụ gia, chứ còn ta với mụ, mụ một họ ta mụ, một họ. Nếu như không lấy con trai của mụ thì ta với mụ ra đường tông xe nhau, cũng chửi nhau chí chóe thôi. Phải không nào? Cho nên vì thương chồng, vì thương con cho nên cứ nghĩ đến mụ gia, và nên thương mụ gia. Bởi vì mụ cũng có những cái khổ của mụ, mụ cũng có những cái đau của mụ. Và mụ đã từng làm dâu, mụ đã chắc chắn rằng mụ đã chứng kiến cảnh làm dâu nó khổ như thế nào. Bây giờ cái tâm lý trả thù trong mụ nó cũng còn trong đó. Đặc biệt là con gái của mụ đi làm dâu người ta quá khổ. Từ chỗ đó mụ sinh ra cái tâm gọi là chán nản với cuộc đời, thù ghét cuộc đời. Và cái người để mụ trả thù không ai khác, đó chính là bản thân của cô. Do đấy cô nên dùng tình thương. Và cái tình thương mà dễ lấy lòng của mụ nhất chỉ rằng là con người ai đâu cũng bệnh. Những lúc mà mụ bệnh thì cô nên thương mụ, chăm sóc mụ, lo lắng cho mụ giống như là lo lắng cho mẹ ruột của mình. Thì dần dà người mẹ chồng sẽ thay đổi được cách nhìn nhận và sẽ khởi được tấm lòng thương. Ở đây gần cái chỗ con sống á, có cái cô con dâu năm nay thì cô cũng lớn tuổi rồi, bà mẹ chồng thì 80 ngoài. Mà xin thưa các vị là bà khó chịu đến mức độ, con nói là thực sự con nói á, nếu như mà con mà làm dâu chứ con làm dâu được 30 giây thôi chứ làm dâu không nổi. Bà khó đến mức độ, xin thưa với các vị á, bà có 6 đứa con gái mà bà không cho đứa con gái nào về ngủ với bà, dẫu biết là con gái ở xung quanh nhà bà. Bà có mấy người con dâu, nhưng mà những người con dâu kia thì bà là không hành hạ. Chỉ có một cái cô này á, là bà hành mãi. Tối nào bà cũng kêu qua ngủ, ngủ với bà. Nhưng mà khổ thai hình như rằng á, bà cố tình bà làm vậy mà. Thay vì 7 giờ tối ăn á, bà không ăn. 12 giờ đêm, cô kia thì hằng ngày đi bán, tối về ngủ nằm xuống là ngủ như chết, chứ làm gì còn sức khỏe nữa mà thức nguyên đêm. Mà ngủ một đêm thì còn đỡ, đây là đêm nào cũng ngủ thì chịu sao nổi. Thế là 12 giờ đêm mà nói con mẹ đói. Thì lúc bây giờ xin thưa các vị, có cô con dâu nào ngủ được đâu. Thế là cô ngồi vậy, cô kêu dạ con lấy cho mẹ dùng, lấy cho bà dùng. Bà dùng đến 2 giờ sáng, có một chén cháo bà dùng 2 tiếng đồng hồ. Bà cố tình bà ngồi bà ăn 2 tiếng đồng hồ như thế, để cho cô con dâu này, cô ngồi trên cái ghế mà cô gục lên gục xuống thế này mà không dám đi ngủ. Đi ngủ bà chửi à, đi ngủ bà chửi. Cho nên phải ngồi 2 tiếng đồng hồ, gọi là tức trắng con mắt như thế mà chờ mẹ chồng ăn xong cái bát cháo đó, rồi rót cho bà ly nước bà uống xong bà đi ngủ. Cô con dâu vừa mới ngã cái lưng xuống, lưng chưa ấm cái chiếu, con mẹ muốn đi vệ sinh, bật ngồi dậy dẫn bà đi vệ sinh. Và đêm nào cũng như đêm nay. Nhưng mà khổ thay á, không có con gái á, thì bà nói con lấy cho mẹ cái này đi, con lấy cho mẹ cái kia đi, con ngọt như là mía lùi. Nhưng mà có con gái về rồi á, thì bà cô con dâu này không ra gì cả. Mà sống trong cái hoàn cảnh như vậy, và cổ phải làm dâu như vậy là hơn 30 năm. Giỏi. Hơn 30 năm như thế là giỏi. Và đến những cái điểm mà nó cùng cực rồi, điểm nó cùng cực rồi, thì lúc bây giờ á, cổ qua có tâm sự với chúng con của nó là chắc là bây giờ là buộc lòng phải ly dị thôi. Sống như thế này sống không nổi nữa. Thì may mắn là cô này cũng biết đạo, cho nên con nói với cô là bây giờ á, dù gì nó cũng là cái nghiệp. Nếu như cô đã biết đạo thì cô biết nhân quả. Tại sao những người con dâu kia mà bà không hành hạ mà bà hành hạ cô? Bởi vì đơn giản những người con dâu kia có tiền, cô không có tiền. Hôm đó là cô nói á. Đơn giản những người con dâu kia giàu, còn cổ thì gọi là buôn gánh bán bưng mà. Thì thay vì á, thì người con dâu kia có tiền góp vô cho bà, lâu lâu về cho mẹ 200 ngàn, bà vui tiếp mắt. Nhưng mà cái người thức bà với hàng đêm là bà là không thương. Nó ác như thế.
Cho nên từ chỗ đó thì cô nói thôi bây giờ nếu như vậy cô ráng chịu đựng để mà vượt qua, 30 mấy năm chịu đựng được rồi thì bây giờ chỉ còn có vài năm nữa thôi, thì thôi cũng ráng chịu đựng cho nó lui. Chứ giờ bả cũng đã là 80 mấy ngoài rồi, sống cũng chẳng được bao lâu, thôi thì ráng chịu đựng đi. Và cố nhờ có chịu đựng như vậy, đến khi mà bả bị té bả gãy chân á, thì con trai không thấy, con gái không thấy, con dâu không thấy, con rể không thấy, mà cái người mà nuôi bà đó chính là cái cô này. Cái cô này vừa nuôi bả, rồi vừa chăm sóc cho bả, vừa hướng dẫn bả nghe kinh, bả niệm Phật. Lúc bây giờ bả đau quá rồi, bả không biết nương tựa ai, và lúc bây giờ khi cô này nói gì bả nghe thấy. Và nói gì bả nghe nấy, bởi vì con dâu không vô, con gái không vô, con rể không vô, con trai không vô, chỉ có mình cô, có con dâu này thôi. Và cô này phải nuôi bả trong bệnh viện như vậy là mấy tháng trời. Sau mấy tháng trời rồi á, bà thay tính đủ nét 180 độ. Thay vì trước kia bà chì chiết chừng nào thì bây giờ bà lại thương chừng này. Đây là tình thương để hóa giải hận thù. Và có thể lúc bây giờ cái nghiệp nó đã hết, thì thay vì ghét là bà lại thương. Bà thương đến một mức độ mà xin thưa các vị là con gái bà thương không bằng, con trai bà thương không bằng, và tất cả mọi vấn đề trong gia đình là chỉ có cô con dao này thôi. Ngày xưa là ghét á, mấy tháng trước là ghét, là mấy tháng sau lại thương. Bởi vì con người ai cũng có cái suy nghĩ, nằm một mình ở bệnh viện có ai chăm đâu, cũng chỉ một đứa con dao này, nó vừa đi bán nó vừa chăm, bà thương quá. Và xin thưa các vị, cái gì nó cũng có nhân và quả. Cái ngôi nhà ba lầu của bà di chúc chính là người con dao này. Và cũng có nghĩ rằng cô này được cái nhà ba lầu á, đó là kết quả thù thắng, nó nằm trên mặt tiền đường mà, kết quả thù thắng. Nhưng một điều chúng ta nói rằng đó là đem cái lòng thương để hóa giải hận thù. Chỉ có lòng thương mới hóa giải được hận thù. Còn nếu chúng ta đem hận thù mà diệt hận thù thì điều này không thể có, không thể có trong xã hội này. Cho nên chỉ có tình thương mới hóa giải được hận thù. Đó là lời dạy trong pháp cú của Đức Phật. Cho nên nếu như cô con dao này thì nhà sư cũng chỉ nghĩ rằng á, thì cô nên đem tình thương để mà hóa giải hận thù với bà. Đồng thời cái tình thương đó cũng chính là cái lời dạy không lời cho con của cô. Khi thấy rằng bà nội đối xử với mẹ mình như thế mà mẹ mình vẫn đem cái tâm đó để phục vụ cho bà nội, thì con của cô nó sẽ nghĩ lại một chiều hướng nào tốt đối với cô. Điểm thứ ba muốn thưa với cô, nếu cô nghĩ rằng á, những điều mà nhà sư đưa ra không thể làm được thì cô nên xin ra ở riêng. Xin ra ở riêng cũng là một biện pháp để đỡ gặp mặt mẹ chồng. Và không biết là cô này đã ra ở riêng hay chưa, mà theo cô nói như vậy thì có lẽ là chưa ra ở riêng. Chứ còn khi ra ở riêng rồi thì nhà ai nấy sáng, phải không ạ? Đèn nhà ai nó tỏ, ngõ nhà ai nấy đi, thì có lẽ cái sự mà đối đầu với nhau á, nó cũng sẽ giảm bớt. Cho nên có thể là cô xin ra ở riêng. Thì đó là đối với cô con dâu. Đối với người chồng, trong vấn đề này á, thì cũng xin thưa với anh như thế này, thì nó cũng khó. Một người chồng á, mà không hiểu vợ, không biết chia sẻ với vợ, và người chồng mà không hiểu được cái sự bất hòa giữa mẹ mình và vợ mình, thì người chồng này á, cũng hơi vô tâm một tí. Một tí thôi, hơi vô tâm một tí thôi. Đương nhiên đứng trên cái phương diện một là chọn mẹ, hai là chọn vợ, thì đương nhiên nhà sư sẽ chọn mẹ, bởi vì nhà sư không có vợ. Nhà sư vẫn nghĩ là chọn đạo hiếu làm đầu. Cho nên nhá, là chỗ này là hơi vô tâm một tí. Cho nên vì vậy cái chỗ này nè, thì nếu như một người chồng mà biết nhìn nhận á, thì nên chia sẻ với vợ. Và những cái khó khăn người vợ gặp phải, nếu như biết một người chồng mà biết chia sẻ thì có lẽ người vợ sẽ bớt đau khổ. Thay vì mẹ chồng khó quá, người chồng nói thôi em à, thì mẹ của anh thì bà cũng khó như vậy, thì anh cũng biết chuyện đó, nhưng mà thì dù sao bà cũng sinh ra anh, bà cũng sinh ra chồng của em mà, thôi thì thương anh á, thì em cố gắng em nhịn mẹ một câu đi. Thì đồng thời người chồng này trở ngược lại nói với bà mẹ, mẹ à, thì mẹ cũng nghĩ đi, dù sao nó ở bên nhà kia thì nó con người ta,
nhưng mà về đây thì cũng là con của mẹ. Sau này nếu mà mẹ chết thì con gái của mẹ mang tang có một năm thôi, nhưng mà nó phải mang tang mẹ 3 năm, phải không nào? Rồi nó lại sinh ra cháu của mẹ thì thôi, thì thôi bao nhiêu cái dạy đó thì mẹ cứ trút hết cho con, mẹ tha thứ cho vợ của con đi. Thì nếu như mà người chồng biết tác động hai bên như vậy, đứng giữa làm cầu nối tác động hai bên như vậy, thì một thời gian sau hai bên sẽ hiểu nhau được, hai bên sẽ đi trên cùng một cái cầu mà hai bên không bao giờ chống trái, nếu người chồng biết xử sự. Chứ còn người chồng mà đứng một bên thế nào cũng không phải thôi. Đứng bên vợ mẹ chồng mới kêu bà mẹ mới nói gì đó, thấy chưa, mẹ có vợ mày binh vợ mày bỏ tao. Còn đứng bên mẹ thì người vợ lại nói là bên mẹ bỏ vợ. Cho nên thực sự trong cái hoàn cảnh này người chồng rất là khó sống và khó ghê lắm. Chứ mấy chuyện đơn giản thôi các vị, đôi khi mình với con dao cãi nhau, cãi cho sướng cái mồm, chửi cho sướng cái mồm, nhưng mà cái người khổ lại là ai? Chính là con trai của mình và chồng của mình. Rất khó. Cho nên trong hoàn cảnh này thì thôi mọi người, đặc biệt là những vị biết học Phật, thì trong hoàn cảnh này các vị nên xử sự một cách khéo hơn, khéo hơn một tí. Và đối với người mẹ chồng thì nhà sư cũng xin chia sẻ một số vấn đề. Vấn đề thứ nhất á, thì thưa cụ á, thì cụ đã từng làm dâu, cụ biết được cái khổ của làm dâu như thế nào, thì bây giờ cụ nên đối xử với con dâu của cụ nhẹ nhàng hơn. Thí dụ mình ngày xưa mình đi trên con đường đó, mình gặp nhiều lầy lội quá rồi, thì bây giờ nếu như một người mẹ mà có tấm lòng với con dâu, thì thay vì bảo con dâu đi trên con đường đó thì mình bảo con dâu đi đường khác. Tức là mình đối xử với con dâu một cách nhẹ nhàng hơn, một cách yêu thương hơn, để rồi hóa giải được cái khổ đau trong lòng của mình. Cho nên nếu như hôm nay mình gặp phải những khó khăn gì khi mình làm dâu, thì sau này đối với con dâu của mình thì mình nên biết những cái khó khăn mà mình cần tránh, thì đó là một bậc trí, một bậc trí. Còn nếu như bây giờ mình gặp khó khăn, sau này mình tìm cách trả thù, thì đó là con người sống trong sự thù hận. Mà sống trong sự thù hận thì là không vui. Điểm thứ hai, con gái của cụ á, cũng đi làm dâu người ta, mà như trong này nói á, là con gái của cụ đi làm dâu vô một cái gia đình quá khó khăn. Nếu như cụ vì con gái của mình đi làm dâu trong gia đình khó khăn mà trả thù con dâu của mình á, thì cụ nghĩ như vậy là sai. Sai có chỗ, nếu như con gái mình đi làm dâu gia đình người ta mà khó khăn, thì bây giờ con gái người ta về làm dâu của mình nên đối xử nhẹ nhàng hơn. Để chi? Nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là mình làm cho gia đình mình nó hòa hợp. Tác dụng thứ hai, biết đâu nhà chồng của con gái mình thấy rằng mình đối xử với con dâu tốt, gia đình họ sẽ nghĩ lại đối xử tốt với con gái của mình. Và cái điều thứ ba thì xin thưa với cụ rằng á, chúng ta không phải gọi là nịnh dâu, nhưng mà chúng ta sống phải biết điều. Nếu như chúng ta chỉ sống mà bởi vì mình không á, thì sau này dạ xin thưa nằm một chỗ nó không thèm nhìn. Có ai là không bệnh, phải không nào? Nếu như mình sống không tốt với con, không sống tốt với dâu á, mà đặc biệt là với dâu, mình không sống không tốt với nó á, thì xin thưa sau này mình vừa nằm nó đi ngang nó, nằm đi, nó đi ngang nó hít như vậy, nó ngoái, và lúc bấy giờ mình không còn đủ sức nó nữa, trời ơi nằm đó tức anh ách mà làm gì được nó, phải không nào? Bây giờ mình còn khỏe, mình khó với nó, vài bữa mình nằm một chỗ rồi, con mẹ khát nước, con hết nước rồi, ngồi nằm im nó đi chờ đi lấy, nó đi nửa ngày sau nó chưa lấy nước cho uống, làm gì được nó, phải không nào? Lúc bây giờ đi không nổi, xuống giường không nổi, làm được nó không, làm gì được nó cả. Không, đây là một sự thật thưa các vị, ai rồi cũng sẽ bệnh, ai rồi cũng sẽ già, và ai rồi cũng sẽ nằm một chỗ. Cho nên lúc bây giờ nằm một chỗ ai lo? Do đấy á, thì đối với con dâu, người mẹ nên nhìn nhận một cách phóng khoáng một tí. Để chi? Để cho giữa mẹ chồng và nàng dâu nó có một sự hòa hợp. Sống người ta thương, đi người ta nhớ. Thì đó chính là cái cách sống mà của giữa mẹ chồng và nàng dâu. Làm sao làm để mẹ chồng và nàng dâu, gia đình cùng chung hòa hợp? Thì đó là mấy ý kiến của nhà sư. Và Nam Mô A Di Đà Phật.